À, ý thứ hai, vị này hỏi ý nghĩa của việc thỉnh chuông mõ là như thế nào? Chúng con mong Thầy chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. À, thỉnh chuông, thỉnh mõ sau khi thỉnh chuông chấp mõ, trong khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, chuông là gì? Là lệnh. Còn mõ là gì? Hiệu. Hiệu và lệnh để làm gì? Để cho mọi người cùng tu, cùng đọc với nhau một bộ kinh, một quyển kinh hay một bài kinh đều nhau. Ví dụ như mà nếu không có chuông có mõ, chúng ta lên tụng kinh có đều nhau không? Có đều không? Rất khó đều các quý vị, thậm chí là không thể đều được nếu như đông người đọc. Nhưng có tiếng mõ, tức là tiếng gì? Tiếng hiệu á. Thì tất cả mọi người cứ theo tiếng hiệu. Nếu mà mõ nhanh thì đọc nhanh, mõ chậm thì đọc gì? Đọc chậm. Cứ một tiếng mõ là một gì? Một tiếng kinh, một lời kinh. Đấy, thì gõ nhanh thì cùng đọc nhanh, gõ chậm thì cùng đọc chậm với nhau. Người nào lấy hơi thì dừng lại xong rồi nghe để bắt theo người khác. Thì trăm người hòa chung một làn điệu, ngàn người, vạn người cũng hòa chung một gì? Một làn điệu, một câu kinh. Như vậy là gì? Theo gì? Theo hiệu để mà cùng nhau đọc kinh niệm Phật cho đều. Còn chuông là lệnh. Lệnh ví dụ gì, trong khi chúng ta thì bắt đầu vào, chúng ta thì nghe tiếng chuông. Bắt đầu vào chúng ta thấy, theo các cụ, các thầy ngày xưa dạy các đệ tử và các Phật tử để ý nhé. Các thầy ngày xưa học nó rất bài bản. Không phải lên cầm cái dùi chuông một cái là bong 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 một cái đâu, không. Mà phải giác chuông. Giác chuông hay còn gọi là thức chuông, tức là đánh thức. Đó, bắt đầu lên cầm cái dùi chuông, gõ hai cái, cạch, giữ lấy, chứ không đánh bong một cái đâu, mà cạch vào cái chuông một cái là giữ lấy. Thế là cái tiếng chuông nó phát ra âm thanh, nhưng mà nó không kêu to, không ngân xa. À, nó gọi là báo hiệu, gọi là đánh thức chuông. Hai lần như thế xong bắt đầu mới rung chuông. Rung chuông xong mới hồi chuông, mới kết chuông. Kết chuông là 3 tiếng, thường kết chuông là 3 tiếng. À, một hồi và 3 tiếng chuông. Rung một hồi á, và 3 tiếng chuông sau rồi kết chuông, sau đó gì mới xá, xá xong mới bắt đầu là 3 tiếng chuông tiếp theo, tức là gì? Đấy là lệnh đấy. Và tất cả cùng là đứng đọc hoặc là quỳ đọc, nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo, lễ xuống một lễ. Và nghe bong một cái gì? Tức là khi đó mới cùng nhau ngóc gì? Ngóc đầu lên và đứng gì? Đứng dậy để lễ, lễ thứ hai tiếp. Nếu mà chưa nghe tiếng chuông thì không được ngóc đầu lên. Chúng ta nhớ nhá, bao giờ phải nghe tiếng chuông thì phải ngóc đầu lên. Và khi nghe tiếng chuông cái lệnh bong một cái, tất cả cùng ngóc đầu lên thì trăm người sẽ đều cả trăm, ngàn người sẽ đều cả ngàn. Chứ còn nếu không có tiếng chuông thì người đứng lên, người lễ xuống như người giá gạo, có đều nhau không? Không. Cho nên ý nghĩa của tiếng chuông, tiếng mõ là để gì? Cái đầu tiên là để gì? Cho tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta hành trì lễ niệm được đều nhau. Mà có tiếng chuông, tiếng mõ như vậy, không chỉ đọc đều nhau mà còn khiến cho chúng ta gì? Giác tỉnh, tức là tỉnh giác đó. Và gì? Tu tập cho nó gì? Nương vào cái tiếng chuông, tiếng mõ ấy, chúng ta tu tập gì cũng tinh tiến hơn. Mà đặc biệt là tiếng chuông gì? Tiếng chuông ở đây là thỉnh lên, nó cảnh tỉnh chúng ta với cuộc sống thì là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Nên hiểu, nên biết điều đó để mà gì? Để mà tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, dần dần cho được để khai tâm, chuyển tính, phá mê thành ngộ. Đấy là gì? Đấy là cái ý nghĩa của việc thỉnh chuông, thỉnh mõ, trong dùng chuông, dùng mõ trong cái việc lễ tụng hàng ngày của tăng ni Phật tử chúng ta. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có một số tăng ni, thậm chí là tăng ni nhé, tôi nói thật đấy, có một số tăng ni, một số Phật tử nói rằng chuông mõ chỉ dành cho tụng kinh ở chùa, còn tụng kinh ở nhà dùng chuông dùng mõ là ma nó đến. Đấy, tôi không hiểu là các vị ấy giải thích như thế là dựa vào đâu.
sách nào, kinh nào Phật dạy như thế, Tổ bảo như vậy. Tôi xin thưa các vị, có thể nói là tôi cũng là một con mọt sách, vì tôi ngày xưa đi học đọc sách rất nhiều. Tôi đọc sách nhiều lắm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy rằng một quyển kinh ấy, một quyển luật, một quyển luận nào ở trong nhà Phật chúng ta nói rằng các Phật tử chúng ta ở nhà, ở tại gia không được dùng chuông, dùng mõ để tụng kinh, niệm Phật. Ở tại gia tụng kinh, niệm Phật là bị ma nó đến, vong nó đến, vân vân. Không có. Tôi chưa từng gặp. Nếu mà ai mà đọc thấy sách vở nào nói cái điều đó thì gửi cho tôi xin, hoặc là bảo cho tôi biết để tôi tìm tôi đọc xem. Có thể là tôi chưa gặp. Nhưng mà quả thật là bao nhiêu năm đọc sách, học Phật, tôi chưa thấy một quyển kinh sách nhà Phật nào nói cái điều đó. Nhưng cũng có một số các Phật tử đến thắc mắc với chúng tôi và nói rằng có sư thầy nói với chúng con, bảo với chúng con là ở tại gia không được gõ mõ tụng kinh khi lên khóa lễ. Vì gõ mõ tụng kinh là vong nó theo, nó đến, nó theo tiếng chuông, tiếng mõ nó đến. Mà mình không có pháp Phật, không có tu hành ở tại gia, mình không có, có pháp, không có thiên long hộ pháp, không có hộ pháp như ở chùa để bảo vệ cho mình, là gia đình nhà mình bị gì ốm đau bệnh tật, lục đục tan nát, vân vân, thế này thế khác. Giải thích như vậy là sai lầm, giải thích như vậy là tà kiến. Cho dù đó là sư thì sư cũng gì cũng là sư tà kiến, hoặc là sư gì ạ, sư không có trình độ, không có sự hiểu biết. Còn Phật tử thì đương nhiên Phật tử, nếu mà Phật tử nào nói với chúng ta cái điều đó thì thôi, bỏ qua đi, đừng có nghe làm gì. Vì chúng ta biết Phật tử đó là người không hiểu biết. Kể cả sư mà nói những điều đó với chúng ta thì chúng ta thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì cả. Vì kiến thức của sư đó cũng là kiến thức gì ạ? Sai lầm, không hiểu biết, thiếu hiểu biết mới giải thích như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta ở nhà mà dùng chuông, dùng mõ để tụng kinh thì càng tốt, không sao. Đây là tiếng hiệu, tiếng lệnh. Có tiếng chuông, tiếng mõ, và không chỉ chúng ta tu một mình đâu, mà còn gì ạ? Có khi thần linh, thổ địa, gia tiên nhà mình, oan gia trái chủ của mình cùng tu theo mình, nhưng mình không thấy họ thôi. Có tiếng chuông, tiếng mõ và cùng tu với nhau, họ tu với mình, cùng đọc với nhau được.